Bức thư game mini, xin chào các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với một game tên là The Simic River. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ có ý nghĩa rằng là ổ đĩa thập phân. Mình không biết là cái tựa đề này có liên quan gì đến nội dung của game hay không. Game này thì lấy ý tưởng về những cái chiếc xe ô tô của thời 1980. Thì nội dung của game này mình cảm thấy nó có cái phần hơi bị gọi là điên cuồng một tí bởi cái cách dùng từ của nó các bạn ơi. Trên con đường thê lương, phủ tuyết trắng xóa, những cỗ máy giết người sẽ không dừng lại để giết bạn. Bạn sẽ tìm ra thoái thác chứ. Mặc dù là nó chỉ là một cái câu rất là ngắn gọn như thế thôi các bạn ơi, nhưng mà không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có gì đó rất là đáng sợ bên trong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử bắt đầu vào game luôn nhé. Đây. Hiện tại là chúng ta đang gọi là ở đâu thế này? Rồi, mình đang ở trên con đường phủ tuyết thật các bạn ơi. Đúng là con đường hoang vắng thê lương phủ tuyết thật. Rồi, ngoài ra thì giờ không có cái gì ở đây cả, tuyết rơi và những cái ánh đèn thì cứ liên tục chớp chớp như thế này. Chắc chắn là có vấn đề đó rồi các bạn ơi. Tại sao trên con đường này không có bóng dáng của cái gì hết vậy? Nhưng mà bên kia có gì đó đỏ đỏ các bạn ơi. Thử đi qua bên đó xem sao nhé. Ở đây có gì thế? Cái này là gì thế? Đèn pin à? Mình đang tò mò không biết là cái màu đỏ ở phía kia là gì. Hình như là những cái ánh đèn đang gọi là tập trung ánh sáng vào cái chỗ màu đỏ đấy. Để lại thử xem coi là cái này là cái gì á. Ê, nhìn như kính cộng với các bạn. Đừng nói đây là kính cộng dẫn đến thế giới kinh dị hay là dị giới gì đó nhá. Ơ, mình thật sự gọi là bước vào được các bạn ơi. Phía kia như là cũng có cộng nên sao ấy. Ở đây sẽ có những cỗ máy gì đây? Cái gì thế? Sao đen nó chớp ghê vậy? Hiện tại là vẫn chưa có cái gì các bạn ơi. Mình thì mình chạy rất là nhanh. Đây là lần đầu tiên mình thấy nhân vật chính trong game kinh dị có thể chạy nhanh như thế này. Nhưng mà chắc chắn là ở một nơi như thế này thì phải chạy nhanh rồi. Chẳng lẽ như những cái đứa khác đi chậm. Không có gì đuổi theo mình cả các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử bước vào cánh cổng thôi. Mọi lần bước vào cánh cổng nghe tiếng tít một cái ấy. Ôi cũng may mình né kịp thời, không có tông mình rồi các bạn ơi. Wow, ấy thật sự tông mình ấy. Có phải đây nhắm vào mình không? Ô, mình đã đi lùi vào rồi các bạn ơi. À, những cái cỗ máy giết người sẽ không dừng lại để giết bạn. Là ý nghĩa này à. Là nó sẽ cố gắng gọi là tông mình chứ nó không dừng lại các bạn ơi. Hoài cái này thì cũng đáng sợ thật đi. Mình rất muốn xem coi cái đứa nào đang ngồi trong xe mà nó khốn nạn như thế này các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi nhanh vào bên trong thôi. Lại nghe tiếng tít nữa. Ê sao giờ lại là thang máy? Ê, trong thang máy lại có một cái cánh cổng khác. Wow, xem tí bị tông nữa các bạn ơi.
Quá nguy. Tụi nó thực sự thông minh các bạn. Ui không đùa đâu nhá. À! Nó thực sự rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Mình không thể nào phản kháng được cái gì luôn. Ép một cái là ngợm. Giờ hồi nãy giờ mình né rất là trợn ấy các bạn. Cho nên mới có thể sống sót đến giờ này. Một cái thế giới mà những cái chiếc xe đang cố gắng tông vào mình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không giờ muốn ở trong cái thế giới đó. Giờ mình đang ở trên sân thượng rồi ấy. Ủa? Sao giống như mình nhảy từ trên xuống thế này? À! Nãy giờ mình nghe tiếng tít tít là mình đã nghi ngờ là nó giống như cái tiếng điện tâm đồ ấy. Ôi, đừng có nói là game này hết rồi nhá. Game hết thật sự rồi các bạn ơi. Thật sự là không hiểu được ý nghĩa của game này là gì luôn. Bỏ tay các bạn ơi. Nhưng mà cái đoạn cuối là nhân vật chính của chúng ta là nhảy từ trên xuống, chứng tỏ là trước khi mà gọi là ở bệnh viện, tỉnh dậy ở bệnh viện thì chứng tỏ là nhân vật chính của chúng ta là đã nhảy từ ở đâu đó xuống. Cho nên là mới như vậy đúng không? Rồi cái chuyện này là có liên quan gì đó đến xe. Chẳng hạn như những cái người trong gia đình đã bị gọi là tai nạn giao thông, dẫn đến việc là nhân vật chính còn lại một mình. Vì vậy mà quyết định là kiểu như thế. Mà rốt cuộc thì vẫn được cứu sống. Chắc là bởi vì bên dưới có một chiếc xe chẳng hạn. Đây toàn bộ đều là do mình tưởng tượng chứ mình không biết là cái game này tác giả cũng truyền đạt điều gì cả. Ồ, bây giờ xem lại một lần nữa mình mới để ý là ở chỗ này có người nằm đây các bạn. Rồi, vậy là thực sự là nhân vật chính của chúng ta hay là gia đình của nhân vật chính đã như thế. Mình đoán đúng các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi đến phân đoạn có những chiếc xe nha. Mình rất tò mò là muốn biết là ai ở trong xe, cho nên là mình sẽ chơi lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ cắt đến đoạn đó. A few moments later. Vâng các bạn ơi, mình đã quay trở lại và đúng lúc chiếc xe nó nằm ở đây luôn. Nó không cử động được nữa. Mình có thể xem bên trong là ai. Nó rất là tối các bạn, mình không thể thấy đường. Nhưng mà tí nữa mình sẽ chỉnh ánh sáng lên để cho các bạn có thể nhìn thấy nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cộng để đến cái đoạn tiếp theo luôn. Mình nghĩ đoạn tiếp theo sẽ có ánh sáng hơn. Đây, đoạn này có ánh sáng hơn này. Đứng đâu, đứng ở đây. Mình nghĩ đứng đây là được các bạn ơi. Kẻ nào trong xe thế? Ê, không có kẻ nào trong xe cả. Không có kẻ nào trong xe cả các bạn ơi. Những chiếc xe này tự di chuyển thôi. Kể cả xe tải cũng vậy luôn. Vâng, vậy là mình có vẻ như đã đoán đúng các bạn ơi. Cái đoạn đầu là do mình không nhìn kỹ. Nếu mà mình nhìn kỹ là mình đã có thể xác nhận được rồi, là người thân của nhân vật chính đã bị tai nạn giao thông, cho nên là nhân vật chính quyết định là đi theo. Vậy vì gọi là bị ám ảnh với lại tai nạn giao thông ấy, cho nên là trong cái lúc mà mơ màng nghe nhân vật chính nhìn thấy những chiếc xe đuổi theo bản thân, và khi vượt qua được những cái cơn ác mộng đó thì nhân vật chính tỉnh dậy, tức là đã gọi là vượt qua được khỏi cái nỗi đau khi là mất đi người thân. Game này thực sự rất là sâu các bạn ơi, thực sự rất là sâu luôn. Đã thế cái cách gọi là kể chuyện của nó còn rất là đặc biệt nữa.
là cho những chiếc xe liên tục tấn công chúng ta một cách gọi là rất là vô lý. Thành ra là mình cảm thấy game này thực sự rất là hay các bạn ơi. Rồi, video này đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bấm một like, đăng ký các bạn mới. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được nhiều hơn video mới của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.